KC-135, thùng săn bay khổng lồ của NATO sắp tới Việt Nam. Boeing KC-135 Stratotanker là một loại máy bay tiếp nhiên liệu trên không của không quân Mỹ được phát triển từ mẫu thử Boeing 367-80. Đây được coi là thùng săn bay của khối NATO. Pháp cho biết tới đây vào ngày 26 đến 29 tháng 8, họ sẽ triển khai đội hình bay gồm 3 chiến đấu cơ Rafale, một máy bay vận tải A-400M, một máy bay tiếp dầu KC-135 và một máy bay A-310 ghé thăm Việt Nam của chúng ta. Được biết, đây là lần đầu tiên máy bay tiếp dầu KC-135 thuộc biên chế quân đội Pháp tới Việt Nam. Phía Pháp dự kiến gặp các cơ quan địa phương, họp đội hình bay, bay trình diễn và đón tiếp công chúng. Các thành viên đội bay của Pháp và Việt Nam cũng có kế hoạch gặp gỡ, theo Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chiến dịch triển khai đội hình không quân tầm cỡ tại Đông Nam Á ở châu Á-Thái Bình Dương, diễn ra sau đợt diễn tập Pitch Black ngày 27 tháng 7 tới ngày 17 tháng 8 của Pháp tại Australia. Ngoài Việt Nam, không quân Pháp còn ghé thăm Indonesia, Malaysia, Singapore và Ấn Độ. Pháp huy động đến 100 thành viên đội bay cho chiến dịch, được dẫn đầu bởi tướng Patrick Charax. Đây là lần đầu tiên đội hình máy bay này của Pháp đến Việt Nam, diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm quan hệ đối tác chiến lược. Việc điều tới 3 chiến đấu cơ Rafale đi quãng đường xa, nên Pháp đã bố trí hẳn một chiếc máy bay tiếp dầu KC-135 cũng là điều dễ hiểu. KC-135 là một trong những máy bay chính trong lực lượng tiếp nhiên liệu trên không của Mỹ cũng như các thành viên của khối NATO. KC-135 thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 31 tháng 8 năm 1956 và được đưa vào trang bị trong không quân Mỹ vào tháng 6 năm 1957. Kể từ khi ra đời đến nay, KC-135 đã được hiện đại hóa rất nhiều lần với các biến thể như KC-135A, NKC-135A, BC, DE, NKC-135E, KC-135Q, KC-135R, KC-135T và EC-135I. Cận cảnh máy bay Rafale sau khi kết thúc tiếp dầu từ máy bay KC-135, đã có hơn 800 chiếc KC-135 cùng các biến thể được chế tạo và đưa vào phục vụ trong không quân các nước. Chiếc máy bay KC-135 đang tiếp dầu cho hai tiêm kích chủ lực của quân đội Pháp là Rafale và Mirage. Cận cảnh máy bay tiếp dầu KC-135 và tiêm kích đa năng Rafale của không quân Pháp. KC-135 có chiều dài 45m, sải cánh 39m, chiều cao 12m. KC-135 cùng lúc có thể tiếp dầu cho 3 chiến đấu cơ. KC-135 có khối lượng cất cánh 44,6 tấn, khối lượng cất cánh tối đa lên tới 146 tấn. Mỗi chiếc như vậy có thể mang theo khoảng 90 tấn nhiên liệu, tốc độ chuyển nhiên liệu lên tới 4.500 lít một phút. Để cơ động, KC-135 trang bị 4 động cơ CFM-56, mỗi động cơ sản sinh lực đẩy lên tới 96 kN. 4 động cơ cực khỏe này cho vận tốc cực đại 933 km/h, tốc độ bay hành trình 853 km/h, tầm bay của KC-135 lên tới 17.000 km, trần bay 15.200 m. KC-135 có thể tiếp dầu cho máy bay chiến thuật, máy bay ném bom chiến lược và máy bay vận tải. Với việc trang bị KC-135, sức mạnh không quân của Pháp được nâng lên một tầm cao mới, đủ sức tác chiến trong những điều kiện chiến trường xa xôi. Chuyên gia, Việt Nam chọn Ka-52 là rất đúng đắn. Quý vị và các bạn thân mến, việc Việt Nam quan tâm tới trực thăng tấn công Ka-52 được các chuyên gia quân sự Nga đánh giá cao và cho rằng đó là lựa chọn đúng đắn. Trong khuôn khổ triển lãm hàng không và hải quốc tế 2017, Lima 2017 tổ chức tại Langkawi, Malaysia, hình ảnh các sĩ quan cấp cao Việt Nam quan tâm xem xét tới mẫu trực thăng tấn công Ka-52 đã gây ấn tượng lớn. Một số bình luận còn cho rằng có khả năng Việt Nam đang muốn mua Ka-52 để thay thế cho các máy bay Mi-24A đã về hưu. Tờ Sputnik News bình luận, các sự kiện từ một cuộc triển lãm chưa đủ để khẳng định về ý định hay hợp đồng cụ thể, nhưng kinh nghiệm các cuộc xung đột quân sự cục bộ ở Đông Nam Á thế kỷ trước đã chứng minh máy bay trực thăng là loại hình thiết bị chiến đấu quan trọng, trong một số trường hợp là không thể thay thế trên sân khấu quân sự này. Hôm nay, các máy bay lên thẳng không đánh mất mà còn củng cố vai trò trong các nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ an ninh khu vực. Rõ ràng Việt Nam có những lý do để nâng cấp phương tiện trực thăng chiến đấu. Bên cạnh Ka-52, một số nguồn tin cho rằng Việt Nam có thể cũng tham khảo cả thợ săn đêm Mi-28N, một trong những mẫu trực thăng tấn công hàng đầu nước Nga hiện nay, sở hữu sức mạnh tương đương Ka-52. Bình luận về vấn đề Việt Nam chọn Ka-52 hay là Mi-28, vì công lái trực thăng tấn công giàu kinh nghiệm, Phó Tiến sĩ Khoa học Quân sự Đại tá Makar Arsenenko đã đưa ra những đánh giá nghe lọt tai về việc loại trực thăng tấn công nào sẽ phù hợp nhất với Việt Nam. Theo vị phi công giàu kinh nghiệm, Nếu đề cập cụ thể hai loại Mi-28 và Ka-52, chúng ta đang so sánh giữa trực thăng tốt với trực thăng cực tốt. Chắc chắn giới quân sự Việt Nam sẽ cân nhắc dựa trên loạt tiêu chí hiệu quả về chất lượng, đồng thời không quên những chỉ số khai thác tiết kiệm giữa các mẫu thiết bị quân sự. Cả hai trực thăng được nêu gần giống về tính năng chiến đấu, nhưng theo tôi Ka-52 phù hợp hơn với điều kiện khí hậu ẩm, rừng nhiệt đới, địa hình núi và rừng rậm, với những thay đổi nhiệt độ đột ngột tùy mùa cũng như với vùng ven biển. Ở đây thích hợp nhất là các trực thăng trinh sát chiến đấu được trang bị vũ khí mạnh, không những đáp ứng nhu cầu yểm trợ từ trên không cho lục quân, mà có khả năng hành động phòng ngự cơ động, hoạt động trên bề mặt nước, đó là những gì mà Ka-52 có thể đáp ứng. Thậm chí đó không phải là Alligator cơ bản mà là phương án trên biển Ka-52K Katran, là trực thăng được thích nghi tối đa với khí hậu ẩm, sở hữu những tính năng xuất sắc về phát hiện mục tiêu, có thể mang các tên lửa chống hạm. Trong trường hợp căng thẳng khu vực, sẽ không loại trừ các hoạt động phòng ngự đổ bộ và chống phá hoạt động trên bờ, ông Makar Arsenenko bình luận. Vị đại tá phi công cũng cho rằng trực thăng Ka-52K sẽ là một công cụ không gì thay đổi với những mục tiêu phức tạp như tàu đệm khí đổ bộ, trực thăng vận tải đổ bộ hạng nặng. Tôi không muốn nhắc rằng sự hiện diện trong lớp kho vũ trang những cỗ máy này sẽ cho phép Việt Nam giải quyết diện rộng nhiệm vụ được đặt ra trước các trực thăng chiến đấu. Ngoài ra, kinh nghiệm các hoạt động chiến đấu thực tế sử dụng Mi-28 và Ka-52 đã cho thấy đó là những con ngựa chiến xuất sắc, chứng tỏ sự ưu việt trong loạt xung đột vũ trang thời gian gần đây. Chi phí vận hành của chúng gần như ngang nhau, quả là Alligator và Katran đắt hơn một chút so với thợ săn đêm, nhưng chúng thích nghi hơn với các điều kiện khí hậu khắc nghiệt như tôi đã nói ở trên, có khả năng giải quyết hàng loạt nhiệm vụ chiến đấu, hoạt động độc lập hoặc phối hợp với lục quân, hải quân, lực lượng bảo vệ bờ biển với các đơn vị đặc nhiệm cơ động. Là một phi công, tôi đánh giá trực thăng Ka-52 là cỗ máy tuyệt vời và chưa bộc lộ hết tiềm năng chiến thuật. Tuy nhiên, những phẩm chất chiến đấu đã được chứng minh của dòng trực thăng Ka-1 cho phép coi chúng là những tổ hợp không quân tiên tiến nhất hiện nay, chuyên gia kết luận. Có thể thấy, quan điểm của Phó Tiến sĩ Khoa học Quân sự Đại tá Makar Arsenenko nghiêng phần lớn về phương án trực thăng tấn công Ka-52. Như vậy, có thể nói lựa chọn của giới quân sự Việt Nam là rất đúng đắn. Dòng trực thăng tấn công Ka-52 có chiều dài 16m, cao 4,3m, trọng lượng rộng 7,7 tấn, trọng lượng cất cánh tối đa 10,8 tấn. Nó được trang bị cặp động cơ tuốc binh trục Klimov VK2500 với cơ cấu cánh quạt đồng trục. Khỏi cần cánh đuôi cho phép tiết giảm đáng kể kích thước bề dài, máy bay có thể đạt vận tốc cao đến 315 km/h, tốc độ hành trình 270 km/h, bán kính chiến đấu 470 km, trường bay 5,5 km, vận tốc leo cao 12m/giây. Hỏa lực của Ka-52 là rất ấn tượng với pháo tự động 30mm 2A46, cơ số 460 viên đạn và 4 điểm treo lớn trên cánh, cho phép mang 2 tấn vũ khí gồm 80 viên đạn rocket S-8 80mm và 20 đạn rocket 122mm S-13 hoặc 2 giá phóng tên lửa APU-6, cho phép triển khai 12 tên lửa chống tăng 9K121 Vic có tầm phóng 10 km hoặc mang tên lửa đối không R-70MA hoặc cả tên lửa không đối đất Kh-25. Ngoài ra khi cần thì Ka-52 vẫn có thể trở thành máy bay ném bom với khả năng mang 4 bom 250 kg hoặc là 2 bom 500 kg. Bất ngờ lớn tiêm kích F-5E tái xuất từ kho lưu trữ của quân đội Việt Nam. Thật đáng ngạc nhiên là sau nhiều năm ngừng bay, tiêm kích F-5E vẫn còn được bảo quản trong kho lưu trữ của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Theo báo điện tử Việt Nam Plus, Nhà truyền thống thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước vừa tiếp nhận hiện vật lịch sử là máy bay tiêm kích F-5E do nhà máy A42 Đồng Nai bàn giao. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân, nhà máy A42 trực thuộc Cục Kỹ thuật Quân chủng Phòng không Không quân đã bàn giao cho thị xã Phước Long một tiêm kích F-5E. Đây là chiến đấu cơ được anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Thành Trung điều khiển sau khi ném bom tại Dinh Độc Lập ngày 8 tháng 4 năm 1975 đã hạ cánh an toàn tại sân bay Dã Chiến Phước Bình, nay thuộc thị xã Phước Long. Chiếc F-5E này là máy bay cuối cùng trong hồ sơ quản lý của nhà máy A42. Theo ước tính, thời điểm sau khi giải phóng Sài Gòn, Không quân Nhân dân Việt Nam đã thu được tổng cộng 87 tiêm kích F-5A B Tiger cùng với 27 chiếc F-5E F Tiger II từ tay Không lực Việt Nam Cộng Hòa. Điều rất đáng chú ý của số F-5 chiến lợi phẩm trên là tất cả những chiếc thuộc biến thể Tiger II đều là hàng vừa được lắp ráp. Chiếc ít nhất mới có 9 giờ bay, trong khi nhiều lần nhất chỉ là 24 giờ hoạt động trên bầu trời. Những máy bay tiêm kích F-5 này đã đóng góp vai trò quan trọng trong hai cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc và Tây Nam, đặc biệt là ở chiến trường Campuchia. Tuy nhiên, kể từ giữa thập niên 1980, do thiếu phụ tùng thay thế mà toàn bộ phi đội Tiger của Việt Nam buộc phải ngừng hoạt động và rút khỏi lực lượng chiến đấu. Theo đề nghị từ phía bạn, Một cặp F-5E của Việt Nam đã được chuyển đến Đông Âu để tiến hành các đánh giá kỹ thuật. Hiện tại, chiếc có số khung là 73 00878 đang trưng bày tại bảo hàng hàng không ở Prague, Cộng hòa Séc, trong khi chiếc khác 73 00852 nằm ở bảo tàng hàng không Krakow, Ba Lan. Đã từng xuất hiện thông tin cho rằng vì những khó khăn khách quan, Việt Nam phải thanh lý toàn bộ phi đội F-5E-F, số còn lại thuộc phiên bản F-5AB thì bàn giao cho hệ thống bảo tàng trong nước, dẫn tới nhận định là không còn chiếc F-5E nào được niêm cất hay bảo quản nữa. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất, không loại trừ khả năng vẫn còn một số tiêm kích F-5E-F nằm rải rác trong các kho lưu trữ khác của Cục Kỹ thuật Quân chủng Phòng không Không quân. F-5E-F Tiger II, mặc dù là loại máy bay chiến đấu thế hệ cũ, nhưng vẫn được nhiều cường quốc quân sự trên thế giới tin dùng vì chúng sở hữu nhiều ưu điểm như nhỏ nhẹ, linh hoạt, dễ điều khiển, chi phí khai thác thấp. Nếu được hiện đại hóa thì Tiger II thậm chí còn mạnh hơn cả F-16AB Block 15. Trong trường hợp được phục hồi và nâng cấp, nhất là khi Mỹ đã dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí, tiêm kích F-5E-F có thể là nguồn bổ sung lực lượng quan trọng cho không quân dân dân Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, mới đây, trang RNS đã đưa tin không quân Mỹ sẽ mua lại 63 máy bay tiêm kích Dassault Mirage F-1 đã ngừng hoạt động của không quân Pháp với tổng giá trị ước tính khoảng 21 triệu euro. Theo các điều khoản của bản hợp đồng này, phía Pháp sẽ chịu trách nhiệm thực hiện việc khôi phục khả năng bay, bảo dưỡng kỹ thuật và nâng cấp hệ thống điện tử hàng không cho Mirage F-1. Mức giá trên quả thật là rẻ đến bất ngờ, trong khi Mirage F-1 là chiếc chiến đấu cơ sở hữu nhiều đặc tính bay rất ấn tượng như vận tốc tối đa Mach 2,3, trường bay 20.000m, tầm hoạt động 2.150km, mang được 6.300kg vũ khí và có độ cơ động khá cao. Hiện tại, ngoài Mirage F-1, không quân Pháp vẫn còn lưu trữ một lượng khá lớn dòng tiêm kích hiện đại hơn là Mirage 2000 tại căn cứ Langkawi Mirage. Đây là nơi có vai trò tương tự như nghĩa địa máy bay Davis Montan của không lực Hoa Kỳ. Vậy sau khi xem xét những yếu tố trên, Việt Nam có nên đề nghị mua lại một vài phi đội Mirage 2000 trong tình trạng dự trữ để thay thế Su-22 và hoàn tất hợp đồng dở dang hồi những năm 90 của thế kỷ trước? Đầu tiên phải xác định rằng số Mirage F-1 trên được Mỹ mua lại để sử dụng trong vai trò con mồi nhằm huấn luyện không chiến quần vòng cự ly ngắn cho phi công tiêm kích thuộc chương trình Top Gun. Do vậy, chiếc Mirage F-1 chỉ cần bay được chứ không phải lắp đặt lại radar hay thiết bị nắm bắn tối tân. Bên cạnh đó, số Mirage F-1 trên dự kiến sẽ chỉ có khoảng một phi đội được tung cánh trên bầu trời. Số còn lại đơn thuần là nguồn cung cấp phụ tùng, thời hạn phục vụ còn lại của chúng cũng rất ngắn. Chính vì vậy mới có mức giá rẻ đến giật mình như trên. Còn nếu muốn mua lại Mirage 2000 và triển khai như một chiến đấu cơ thực thụ, sẽ phải bỏ ra ít nhất 45 triệu đô la cho mỗi máy bay, tham chiếu mức giá Pháp nâng cấp, sửa chữa lớn Mirage 2000 cho không quân Ấn Độ. Chi phí này là quá lớn, cao hơn nhiều phương án mua lại F-16 cũ 31 triệu đô la với biến thể Block 52 hay mua hẳn Su-30 mới. Vì thế cho nên khả năng Việt Nam họ mua Mirage 2000 đang được Pháp niêm cấp nhằm thay thế Su-22 là không khả thi. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.